Hello, mình lại quay trở lại với video tiếp theo trong ngày hôm nay của mình rồi đây. Chúc tất cả anh em có một ngày, có một buổi chiều này thật là vui vẻ nhá, và một buổi tối thật hạnh phúc bên gia đình này. Ok, và video trở lại với video thứ hai của mình trong ngày hôm nay thì đó là một cái sự kiện rất là ngon luôn nhá. Đấy, sự kiện dành riêng cho những cái anh em mà cày chay. Đấy, nói cày chay thì anh em cũng hiểu rồi. Đấy, những anh em nông dân chăm chỉ phải không ạ? Đó, thì cái sự kiện này thì dành riêng cho tất cả anh em rồi, và ok thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho tất cả anh em luôn trong video hôm nay nhá. Thì anh em cố gắng theo dõi và làm theo mình hướng dẫn này. Ok. Thì tặng quà này nhá, thì có trang phục đầu tiên rất là đẹp luôn đang giảm giá nhá. Thì không phải là nó giảm giá mình mới tặng đâu ạ. Đấy, trang phục điều thuyền thất tịch tiên tử đó. Dù nó không giảm giá, chỉ có 777 bao nhiêu nhỉ, 777 quân hy thôi. Đấy thì mình vẫn đang tặng nhá. Thì trang phục đắt nhất là bao nhiêu anh em cũng biết rồi đúng nhỉ? Đấy thì mình sẽ đang còn tặng bình thường, tặng rất là nhiều luôn chứ không phải bình thường được. Ok. Đấy thì mình sẽ sử dụng 499 quân hy nhá, mua thất tịch tiên tử tặng cho bạn võ anh rơi 33 này. Ok. Đấy, ok, thành công tặng trang phục mới nhất và đang giảm giá điêu thuyền thất tịch tiên tử rồi. Đấy, mình đọc nhiều lúc lộn lộn anh em ạ, điêu thuyền tịch thất tử tiên tiên tử gì đấy. Đấy, nó hơi lộn một xíu. Thì đấy, điêu thuyền trang phục mới nhá, điêu thuyền thất tịch tiên tử 499 con hi thôi, nó đang giảm giá anh em ơi. Đấy, tặng xong rồi nhá. Đấy, tặng cho bạn Vũ Văn Rơi gì đấy. Ok, đấy thì con hi của mình đang còn này. Đấy, 79.230 con hi. Ok, thành công tặng trang phục mới nhất và đẹp nhất rồi nhá. Ok, còn hai video nữa thì anh em muốn nhận trang phục điêu xuồng thất tịch tiên tử ấy thì cứ comment lên mình. Ok, còn hai video nữa thôi. Đấy thì sau hai video thì mình sẽ tặng tiếp, nhưng mà nó sẽ là chia đều cho những trang phục khác chứ không phải là nhất định là phải thất tịch tiên tử điêu xuồng được chưa? Đó, ok anh em chú ý nhá. Thì quân hy của mình tặng xong thì quân hy đang có thì anh em thấy rồi. Đấy, 79.230 quân hy. Ok. Và tiếp theo này thì mình đã tặng quà thành công rồi thì mình sẽ và sự kiện chính của video hôm nay anh em chú ý nhá. Đấy thì anh em thì chờ mình một xíu này. Đấy thì đây là cái giao diện mà đây là cái giao diện mà cái sự kiện hôm nay thì mình sẽ đưa lên đó, có tên là membership nhá. Ok, để cái sự kiện này thì nhiều anh em cũng biết rồi đấy, và nhiều anh em biết thì đó là những cái anh em mà đã chơi và nạp thẻ cao được chưa, đó để cho nhận quân huy. Đấy là những anh em mà hay chơi và nạp thôi. Đấy đấy anh em chú ý nhá. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em biết đến cái sự kiện này. Đấy, và cái link thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video, và anh em yên tâm nhé, cái link này thì 100% là nó sẽ đây thì anh em thấy cái tên của mình chưa ạ? Đó thì mình đã đăng nhập vào đây rồi. Và cái link này thì mình sẽ để dưới phần mô tả. Đấy thì mình xin lỗi mình đang nói lại. Thì anh em yên tâm 100% nhé, thì cái link này thì nó không phải giống như cái link mà link trợ trời, link cái mã nhân viên mà hay Garena tôi gửi về cho tất cả anh em đâu. Đấy thì anh em yên tâm nhé, thì đăng nhập vào thoải mái, và anh em thấy cái tên của mình rồi thì anh em cứ làm theo thôi. Đấy thì mất nick mình đến 100 nick luôn chứ không phải là 1-2 nick nữa. Ok. Đấy thì mình sẽ đi vào cụ thể cho tất cả anh em này. Thì mình sẽ không nói đến những anh em mà nạp thẻ đó, ok nhá. Thì ở video hôm nay thì mình sẽ chỉ cho tất cả anh em, những anh em mà cày chay, ok, và anh em sẽ phải biết đến cái trang này để có thể nhận được những vật phẩm mà Galena gửi cho anh em. Đấy, gà rán gửi cho anh em, ok nhá. Thì cái phần trăm thành công của những cái sự kiện này thì đều do anh em hết. Đấy, do anh em cày chay để có thể nhận được. Đấy thì mình sẽ vào luôn này. Thì đầu tiên thì anh em phải đăng nhập vào rồi. Đấy, đăng nhập vào cái trang này, và tiếp theo thì anh em sẽ vào nhiệm vụ này. Đấy, được chưa? Thì mình sẽ nói cái hai cái đơn vị chính là đó là GP. Thì đơn vị GP là đơn vị nạp thẻ, được chưa? Đó thì đơn vị AOVP đó là đơn vị là dành cho tất cả anh em cày chay đó anh em chú ý nhá. Thì mình đang nhận lúc nãy thì mình có vào lướt qua thì mình cũng có nhận một cái nhiệm vụ ngày để có thể nhận được 20 AOVP rồi. Đấy thì anh em chú ý này, thì cái cửa hàng nhá thì anh em có thể đây thì nó hiện số cụ thể đây luôn rồi. Đấy có hai cái vật phẩm để có thể đổi GP ở bên dưới đấy, thì đó là 60 GP và 1 GP thì mình sẽ không để ý nhá, thì mình để ý cho tất cả anh em cày chay thôi. Đấy thì có thể đổi được những cái vật phẩm như là giấy thuyền xác nhân 1 này bằng 800 AOVP này, đấy AOVP này. Đấy và giấy giấy S nhân 1 thì bằng 240 AOVP. Đấy anh em chú ý nhá. Và đá tiến hóa này, đấy là 480 AOVP. Đấy và nhiệm vụ để anh em có thể đổi có thể nhận được AOVP đây thì lúc nãy mình đã nhận rồi nhá. Thì đăng nhập trò chơi thì anh em đăng nhập một lần thì anh em nhận được 20 AOVP này thì mình sẽ nhận luôn nhá. Đấy.
thì mình có test qua rồi thì để lên video cho nó mượt đấy thì mình không phải bị lặp đúng không ạ. Đó thì nhà mình nhận thêm được ao 20 ao VP lần này đấy, thì đấy rất đơn giản thôi, là nhiệm vụ ngày thì anh em có thể nhận được bao nhiêu là 40, 70, 120 rồi đấy, 120 ao VP rồi đấy. Thì lát nữa thì mình sẽ xem cụ thể cho tất cả anh em những cái vật phẩm mình cho xem rồi nhờ, đấy mình xin lỗi nhá, đấy những cái vật phẩm mình đã cho tất cả anh em xem rồi đấy. Đây là nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ ngày nhá, thì tiếp theo là nhiệm vụ tháng này, thì nó đã diễn ra cái sự kiện thì nó đã diễn ra từ ngày 13 cơ đấy, thì ngày 13 đến ngày 31 thì còn bao còn được mười mấy ngày ấy nhở đấy. Thì đấy cái nhiệm vụ hạ gục này thì sẽ đến 500 mạng là cao nhất, thì anh em có thể nhận được 500 AOVP đấy. Thắng này đến lượt thắng thì 120 trận là nhận được 1000 là 1000 AOVP này. Đến support à, đấy support thì anh em có thể 1000 mạng, uầy 1000 mạng mình nhiều quá anh em ơi. Đấy được đến 500 AOVP đấy. Thì nó cái tháng này thì nó đang diễn ra hơi ít ngày nhỉ, thì anh em khó cày đấy, thì mình sẽ nói trước video cái tháng sau anh em quay vào lại nhá. Thì và anh em yên tâm thì cái sự kiện nó diễn ra từ ngày 13 thì nó tính cho tất cả anh em luôn rồi. Đấy thì anh em tính cho anh em luôn rồi nhá. Đấy thì anh em từ ngày 13 anh em ăn được bao nhiêu mạng, làm được cái nhiệm vụ của bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị trong đây rồi. Đấy thì hạ gục mình được 50 mạng rồi này, hơn 50 mạng rồi, nhưng mà 50 mạng sẽ được 150 AOVP nhá. Thì mình sẽ nhận luôn này. Đấy. Sau khi nhận xong thì mình sẽ xuống cái support để nhận thêm 150 AOVP nữa. Đấy, nhận thêm quá ngon nhờ, rất đơn giản thôi. Đấy, thì anh em cứ cày nhá. Thì cái phần cái sự kiện này thì anh em cứ chơi cày nhiều càng tốt. Đấy, thì đây là cái VIP GP và AOVP đổi. Đấy, đổi ví dụ như AOVP này thì có thể đổi sang GP này. Thì anh em thấy số lượng 120 đổi sang 1 GP đúng không? Đấy, thì nó ngược nhau thôi, nó giống nhau thôi anh em ơi. Đấy thì nhiệm vụ thì xong rồi, lại đến cửa hàng nhá. Đó hiện mình đang có 420 AOVP này, 240 AOVP là giấy S nhân 1. Ok thì mình sau khi click vào thì nó hiển thị cái bảng như thế này, thì anh em sẽ đổi nhá. Ok thì lấy cái số điểm đó thì anh em sẽ đổi cái vật phẩm giấy cuộn S nhân 1 hoặc giấy S nhân 1. Đấy thì 800 AOVP thì anh em có thể đổi được một giấy tuyệt sắc nhân 1. Quá ngon nhỉ. Đấy thì anh em cứ cày và làm nhiệm vụ nhá. Để làm nhiệm vụ rất đơn giản thôi. Đấy nhiệm vụ ngày anh em cố gắng, cái link thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video và dưới các comment của bình luận thì mình sẽ ghim lên anh em lấy về, và anh em sẽ nhớ cái link này nhá. Thì anh em sẽ ngày ngày thì anh em cứ hàng ngày sau khi kết thúc ngày xong anh em chơi xong ấy thì anh em sẽ vào nhận AOVP từ nhiệm vụ ngày này. Đấy và sau khi cái nhiệm vụ tháng này có đầy đủ hết ấy, càng nhiều thì càng tốt anh em ơi. Đấy hạ gục thì càng nhiều càng tốt này, tháng càng nhiều càng tốt, và support thì càng nhiều thì càng tốt luôn rồi. Đó thì rất là nhiều vật phẩm có thể đổi như là bao nhiêu nhỏ, có thể đổi như là giấy cuộn tuyệt sắc nhân 1 này, giấy S nhân JS nhân 1 này, đấy đá tiến hóa. Thế nếu dành cho em thích Nacross, anh em cứ cày chay để có thể nhận được những cái vật phẩm này. Đấy rất là đơn giản thôi. Ok đấy thì mình sẽ quay lại game nhá. Đấy rất đơn giản anh em ơi. Đấy cái sự kiện này thì không phải dành riêng cho những anh em mà cày bằng quân huy nữa rồi, có thể nạp thẻ nữa rồi. Đó thì sau khi anh em đăng nhập thì nhận được AOVP nhá, AOVP đấy thì anh em có thể đổi được vật phẩm. Đấy rất đơn giản anh em ơi, đấy quá đơn giản nhá. Thì cái link đấy thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video đấy, kèm theo dưới bình luận đấy, thì mình sẽ ghim lên anh em lấy về, và yên tâm đăng nhập thoải mái, không phải lo một cái gì cả. Đấy thì chính thức đường link của Garena đấy, không của Garán, không phải là của chợ trời đây anh em ạ. Đấy thì anh em chú ý nhá, thoải mái luôn. Sự kiện này rất là ngon đúng không ạ? Thì mình đã video hôm nay thì mình đã tặng thành công một trang phục cái nhà trang phục điêu xuồng cái nhà. Đấy thì thất tịch tiên tử anh em ơi, cái trang phục mới thì nó hơi khó đọc một xíu. Đấy mình còn đọc lộn nữa cơ. Đấy điêu xuồng thất tịch tiên tử đã tặng thành công cho bạn nào bạn gì ấy đấy. Ok, đầu video mình đã tặng rồi. Đấy thì rất là nhiều bạn có cái tên hơi khó đọc thì mình anh em thông cảm nhá, cũng khó nhớ quá cơ. Đấy và cũng rất là nhiều anh em muốn tặng quà nữa. Và anh em muốn nhận trang phục hoàn toàn miễn phí từ mình thì anh em cứ comment tên nick hoặc ID của anh em kèm tên trang phục của mình yêu thích tên nhá. Đấy thì mình sẽ kết bạn này. Đấy và nếu chọn được rồi thì mình sẽ kết bạn và anh em đồng ý nhá. Phải chờ thời gian bao nhiêu thì anh em cũng biết rồi đúng không? Đó và cái độ thân mật rất là cần luôn, và đủ độ thân mật thì mình sẽ tặng trang phục hoàn toàn miễn phí theo sở thích của anh em. Ok đấy thì video hôm nay thì cái sự kiện đó mình sẽ đưa lên cho tất cả anh em rồi. Anh em còn gì thắc mắc cứ comment phía bên dưới cho mình. Ok đó thì anh em cứ comment lên mình sẽ giải thích cụ thể cho tất cả anh em, rất đơn giản đúng không ạ? Ok đấy thì video hôm nay thì mình sẽ tạm dừng ở đây. Chúc tất cả anh em chơi thật là giỏi và để có thể nhận được những cái AOVP rất là nhiều để đổi được vật phẩm nhá. Ok thì xin chào.
và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.